Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại channel của mình. Thì như các bạn đã biết, email hiện nay là một trong những công cụ quan trọng để chúng ta có thể thực hiện các cái giao dịch trong thời đại 4.0 và cũng như là giữ các liên hệ quản lý công việc. Tuy nhiên thì không ít bạn cũng không nắm được các cái quy trình thực hiện một cái email như thế nào hoặc sử dụng email như thế nào để phục vụ cho cái công việc mình một cách hiệu quả. Chính vì vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức mà chúng ta sử dụng một email hiệu quả để chúng ta quản trị công việc. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Đầu tiên thì để chúng ta nắm được các quy trình sử dụng email thì chúng ta cần phải có một cái tài khoản email trước. Ở đây là mình sẽ sử dụng Gmail. Đây là một trong những cái công cụ gửi thư mà có thể nói là phổ biến hiện nay. Thực tế thì khi các bạn sử dụng các tài khoản của ngành giáo dục thì nó cũng sử dụng đa phần sử dụng trên các cái dịch vụ của Gmail. Chính vì vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức mà chúng ta sử dụng Gmail. Khi chúng ta có một cái Gmail trong tay thì chúng ta sẽ có một số cái công cụ như sau. Thì đầu tiên các bạn hãy vào cài đặt nha. Đó, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái chế độ cài đặt mà các bạn cần quan tâm khi chúng ta sử dụng Gmail. Rồi, cài đặt. Ở trong cài đặt chúng ta sẽ có rất là nhiều cái công cụ khác nhau. Ví dụ chẳng hạn như kiểu mặc định nhân bản, các bạn có thể chọn những cái kiểu chữ ở trong đây. Nha, chúng ta thậm chí chúng ta sẽ chọn các cái kích thước chữ vân vân. Và đây là kiểu văn bản mặc định khi các bạn sử dụng mail. Đó, các bạn cứ để bình thường như vậy là chúng ta sẽ ổn nha. Rồi, về ngữ pháp là chúng ta sẽ bật các cái chế độ là kiểm tra ngữ pháp và kiểm tra chính tả. Thì ngày nay Google đã hỗ trợ rất là nhiều về công cụ kiểm tra chính tả và cái mức độ kiểm tra chính tả nó rất là chính xác. Nó gần như là chúng ta nó gợi ý cho chúng ta những từ sai và chính vì vậy nó giúp cho các bạn hạn chế được cái viết và chúng ta mail về sai chính tả. Tự động sửa này thì các bạn có thể thay đổi là bật hoặc là tắt. Nhưng mà thường thì chúng ta sẽ cứ để bật bình thường, nó không vấn đề cả. Rồi, soạn thư thông minh. Tức là khi mà chúng ta đề xuất á, khi mà chúng ta viết thì Gmail sẽ đề xuất cho chúng ta một số cái thông tin. Và một trong những cái điểm quan trọng các bạn cần lưu ý đó chúng ta phải bật cái tính năng cá nhân hóa. Cá nhân hóa là gì? Google nó sử dụng một cái hệ thống AI để nó có thể là làm quen với cái thói quen của bạn, tức là chẳng hạn như cách thức bạn dùng từ, cách thức mà các cái từ viết tắt của bạn thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta hỗ trợ chúng ta về các cái thông tin và cũng như là gợi ý cho chúng ta những cái từ ngữ chính xác khi chúng ta sử dụng. Và đây là một cái tính năng rất là hay của Google. Rồi. Các cái thông tin cũng tương tự vậy. Và điều quan trọng. Đó, thì các bạn ở đây nó khi mà chúng ta có cái email thì chúng ta sẽ cần một cái chữ ký để chúng ta khi phía dưới của email á thì hôm nay mình cũng hướng dẫn cho các bạn cách thức mà tạo một cái chữ ký mới. Chúng ta lít đầu đây, chúng ta sẽ đặt tên chữ ký mới. Các bạn cứ đặt một cái tên nào đó, tại vì Google nó hỗ trợ cho chúng ta tạo nhiều loại chữ ký khác nhau cho từng loại văn bản khác nhau. Bây giờ chúng ta cứ đặt tên cho nó là chữ ký. Ở đây thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cách tạo chữ ký. Đầu tiên thì chúng ta cứ nên tạo cái khoảng cách như thế này. Đó. Và chúng ta sẽ đưa tên chúng ta vào, ví dụ tên của mình là này. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có là email. Email của chúng ta là email gì thì chúng ta sẽ viết cái tên email vào đây, ví dụ chẳng hạn như là Đức Tài. chấm test a@gmail mail.com. Rồi, chúng ta cũng sẽ điền số điện thoại của mình vào, ví dụ là 0961234556 như vậy. Thì như vậy là chúng ta đã tạo xong cái chữ ký của chúng ta. Bên cạnh đó thì thường chúng ta cần phải có thêm cái nội dung là ví dụ chẳng hạn như chúng ta sẽ có thêm cái đơn vị của chúng ta đang làm việc, ví dụ chẳng hạn như là công ty A, ví dụ vậy.
hoặc là gì đó, thì chúng ta sẽ có thường có thêm một cái thông tin như thế này. Và chúng ta có rất là nhiều kiểu cái chữ ký khác nhau và chúng ta có thể tận dụng. Bên cạnh đó chúng ta có thể thêm những cái màu sắc và cũng như là làm đổi bật cái tên của nó ra. Đó, chẳng hạn như đây chúng ta, mình không thích nó màu đen thì mình có thể chọn cái màu, ví dụ chẳng hạn như một màu cam như vậy. Và các công ty ở dưới đây là mình sẽ chọn cái màu xanh. Các công ty này nữa mình có thể chọn một cái màu khác. Và cái màu này thì các bạn có thể tham khảo một số cái nơi mà nó thiết kế, thì chúng ta có thể tham khảo một số kiểu chữ ký khác nhau. Ví dụ vậy thì chúng ta sẽ có một cái chữ ký, và khi các bạn tạo chữ ký xong rồi, cơ bản thế này, thì hôm nào nếu các bạn quan tâm thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức mà chúng ta tạo cái chữ ký đẹp nha. Và hôm nay mình chỉ giới thiệu cho các bạn là chúng ta sẽ tạo chữ ký thế nào thôi. Ở đây chúng ta sẽ lưu ý một chỗ. Đầu tiên là mail mới sử dụng thì chúng ta phải chọn. Ở đây nếu các bạn lưu ý nè, chẳng hạn như bây giờ mình tạo thêm một cái nữa nha. Ví dụ mình tạo thêm chữ cái nữa, thì các bạn thấy ở đây nó sẽ có những cái loại chữ ký khác nhau. Chẳng hạn đối với mail mới sử dụng thì các bạn có thể chọn những kiểu chữ ký khác nhau. Khi trả lời chuyển tiếp, các bạn muốn cái mail bạn có chữ ký thì các bạn cứ chọn ở đây. À, chúng ta lưu ý, nha. Và chèn trước chữ ký mà mình đã chèn rồi nên mình không cần phải chèn cái dòng này nữa. Đó. Rồi sau đó ở đây thêm một cái tính năng quan trọng là tính năng thư trả lời tự động. Thư trả lời tự động là khi các bạn đi đâu đó, các bạn không làm việc trên mail nữa, thì khác với người Việt Nam thì những cái người nước ngoài ấy, thì họ lại khi mà họ nghỉ phép ấy, thì họ sẽ không bao giờ kiểm tra mail, tức là họ có quyền tắt mail hoàn toàn và công ty cũng không yêu cầu họ là, tức là họ có được quyền là từ chối nhận mail. Chính vì vậy họ sẽ tạo những cái thư trả lời tự động. Bên cạnh đó các bạn có thể là tạo thư trả lời tự động khi là người khác gửi thư cho bạn, bạn sẽ có một cái văn bản, một cái thư trả lời, ví dụ chẳng hạn như là tôi đã nhận được mail vân vân. Hoặc là các bạn có thể tạo những cái thư trả lời tự động. Đó, thư trả lời tự động cho những cái trường hợp mà các bạn là các bạn đi nghỉ phép. Ví dụ chẳng hạn như các bạn có thể chọn ngày đầu tiên này, ngày cuối tuần. Thì như vậy thì các thư này trong thời gian mà các bạn nghỉ phép thì thư trả lời tự động là xin lỗi. Ví dụ chẳng hạn như là nó xin lỗi đã làm phiền, tôi đang nghỉ phép. Phép bạn và sẽ trả lời mail của bạn khi có thể. Đây cũng là một trong những cái tính năng rất là hay để báo cho cái người mà gửi mail cho mình rằng là mình đang trong cái thời gian và đang trong cái giai đoạn mà không nhận mail. Đây cũng là một cái tính năng rất là hay của Google. Rồi sau khi chúng ta đã làm xong rồi, chúng ta cứ lưu ạ. Thì như vậy là các bạn đã tạo được cái chữ ký và cũng như một số cái cài đặt thông tin cơ bản. Bây giờ mình thử mình soạn thư nhé. Rồi các bạn thấy nè, sau khi soạn thư rồi thì nó ngay lập tức nó sẽ hiện thị cái chữ ký của mình như này, và tất nhiên chữ ký này thì nó chưa gọi là đẹp, nha. Sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức mà chúng ta tạo cái chữ ký đẹp hơn, nhưng mà hiện tại thì chúng ta sẽ chỉ tạo một cái chữ ký mẫu như vậy thôi. Rồi bây giờ các bạn muốn phóng to lên, ha. Như vậy thì các bạn có thể dễ dàng mà chúng ta soạn mail hơn. Trong cái mail mà các bạn gửi thì nó sẽ có một số tính năng. Đầu tiên là mail đến nha, chẳng hạn như là a@ như vậy. Rồi đây là cái mail mà các bạn gửi đến. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có hai cái chức năng quan trọng của mail, đó là CC và BC. CC là gì? Tức là khi các bạn gửi mail cho một nhân vật A, ví dụ chẳng hạn gửi mail cho khách hàng, thì các bạn phải CC cái mail đó cho ship của mình hoặc là trưởng phòng kinh doanh hoặc là gì đó, để người đó biết rằng là bạn đã gửi mail và một mail các bạn gửi đối với khách hàng đối tác của mình đó là gì. Đó là cái chức năng CC. Và điều này cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta làm việc trong công ty á, nó sẽ yêu cầu chúng ta là khi các bạn gửi mail cho đối tác thì ở phía trên này chính là cái người nhận chính, và cái chủ thể mà nhận mail nó sẽ nằm phía trên. Bên cạnh đó thì ở dưới đây nó chính là cái nhân vật mà chúng ta sẽ CC cho họ. Ví dụ chẳng hạn như là CC nha,
này nọ thì họ sẽ được một cái nhân vật mà gọi là theo dõi cái quá trình làm mail này, theo dõi quá trình làm mail này. Rồi bên cạnh đó BCC là một cái tính năng rất là hay của Gmail. Thường thì đôi khi các bạn gửi mail đến cả một công ty thì các bạn sẽ chọn đến, và thư này là thư cho toàn thể mọi người hoặc là toàn thể khách hàng. Thì như vậy thì các bạn khi mà các bạn copy toàn bởi cái mail của các bạn vào đây thì như vậy có số lượng nhận mail rất là nhiều, và bên cạnh đó thì các đối tác, các khách hàng của bạn á, có thể biết rằng là bạn gửi cho ai. Chính vì vậy thì bạn có thể sử dụng chức năng là BCC. Ở BCC là các bạn khi những nhân vật nha, những nhân vật mà khi các bạn để đây, những nhân vật mà khi các bạn để đây, ví dụ chẳng hạn như chẳng hạn như là md.com này, và ông e@gmail.com này, thì hai nhân vật này sẽ không biết là mình có gửi cho D và cũng không biết mình có gửi cho E. Đó là cái vấn đề cực kỳ quan trọng mà các bạn cần lưu ý. Tức là chẳng hạn như người D này nhận thì người D biết rằng là mail này có gửi cho A, có gửi cho B, nhưng mà chắc chắn rằng là trong danh sách mail của người D này sẽ không thấy được cái người E này. Đây là một cái điểm mà các bạn cần lưu ý nha. Khi mà chúng ta gửi mail cho với số lượng người lớn thì chúng ta có thể sử dụng cái tính năng này, có thể sử dụng tính năng này. Và như vậy thì những người mà trong cái BCC này sẽ không thấy được cái mail của nhau. Và nó có hai vấn đề. Một là các bạn sẽ giảm thiểu được cái số lượng. Các bạn thấy rằng là một số người gửi mail không chú ý á, khi mà họ sổ ra, họ sẽ sổ ra một cái số lượng email cực kỳ lớn. Thứ hai là những khách hàng của mình sẽ không biết rằng là mình sẽ gửi, và họ cũng sẽ không ăn cắp được cái thông tin khách hàng của mình. Đây là một trong những tính năng mà nội dung gửi đến mà các bạn cần phải lưu tâm, Rồi, tiếp theo thì ở đây là chủ đề. Thường thì các bạn viết mail thì các bạn sẽ bỏ qua cái chủ đề này, hoặc là những cái mail không chủ đề, thì như vậy thì cái mail bạn rất là dễ dính spam. Chứ như vậy các bạn phải đặt chủ đề rõ ràng, và đặc biệt là trong công ty thì khi các cái văn bản hoặc là các thư mời đó, thì các bạn phải ghi đầu tiên cái tiêu đề đầu tiên đó. Thì các bạn chẳng hạn như bây giờ là thư mời dùng để làm gì, chẳng hạn như là mời đó, hộp kinh doanh đó, ví dụ vậy, hộp kinh doanh được chưa, hộp kinh doanh đó. Thì như vậy thì chúng ta viết một cái giác tắt của hộp, luôn luôn chúng ta luôn có một cái đầu đề là cái nội dung của mail này nó là cái gì. Ví dụ thư mời hộp nghe báo cáo thì chúng ta ghi là báo cáo. Như vậy thì cái người mà nhận mail hoặc chúng ta cũng nhìn rất là dễ dàng khi mà chúng ta thực hiện. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng thường sẽ chẳng hạn như chào ai đó, thì đối tượng cụ thể của cái chỗ thư mến này là ai thì chúng ta sẽ chào người đó, hoặc là đối tượng cụ thể ở BCC chúng ta là ai thì chúng ta sẽ chào người đó, và vân vân. Chúng ta cứ viết một cái mail bình thường ở trong đây. Tất nhiên là các bạn ngoài lưu ý là chúng ta cũng có rất là nhiều cái công cụ ở đây để chúng ta có thể là thực hiện một cái email rất là hay ha. Các bạn có thể chèn ảnh, chèn các thông tin vào ở trong đây để các bạn có thể thực hiện được email. Và đó là những cái mẹo mà khi các bạn viết cái thư mời, cái mẹo của các bạn viết thư mời đó. Rồi khi mà các bạn không tạm thời chưa sử dụng nó thì các bạn cứ lưu nó, thì nó sẽ chuyển động. Khi các bạn tắt thì tự động nó sẽ nằm trong thư nháp ha. Khi các bạn tắt thì tự động nó sẽ nằm trong thư nháp nhá. Rồi, đó là cái tính năng thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, là những cái tính năng gửi thư cho các cái đối tượng khác nhau, các loại hình khác nhau. Tính năng thứ ba mà mình muốn giới thiệu cho các bạn là cách thức mà chúng ta sẽ quản lý các cái mail đến của chúng ta. Thì các bạn biết rằng là một ngày các bạn phải nhận là rất là nhiều mail nha. Chẳng hạn như đây mình sẽ nhận rất là nhiều email khác nhau. Thì như vậy thì chúng ta sẽ không biết được là cái email đó, hoặc là sau này khi mà chúng ta tìm kiếm lại á, thì chúng ta sẽ gặp một số khó khăn. Chính vì vậy thì Gmail hỗ trợ cho chúng ta một tính năng. Nên khi các bạn này, các bạn click vô Gmail ha, các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái tính năng được gọi là nhãn. Tính năng nhãn này cực kỳ quan trọng. Tính năng nhãn này cực kỳ quan trọng để các bạn phân loại email của mình. Ví dụ mình sẽ tạo một cái nhãn mới ha. Ví dụ chẳng hạn như là nhãn mới là của khách hàng. Đó, ship chồng thì hiện giờ mình chưa có nhãn ship chồng. Rồi mình tạo một cái nhãn mới. Đó là mình sẽ có một cái nhãn khách hàng ở đây. B
bây giờ mình muốn là khách hàng mình sẽ có nhiều loại khác nhau. Đó, khách hàng nhiều loại khác nhau, ví dụ mình sẽ tạo thêm một cái nhãn mới, chẳng hạn như khách hàng là công ty A. Công ty A, nó khách hàng mình sẽ nằm ở trong A và mình sẽ ship chậm. Nó chậm trong nhãn khách hàng mình sẽ tạo nha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái công ty B cho mọi người thấy ha. Công ty B. Rồi mình cũng ship chậm trong nhãn khách hàng. Thế nào? Rồi mình sẽ tạo thêm một cái nhãn khác nữa là nhãn của công ty, và nhãn này là nhãn gọi là ví dụ chẳng hạn như là văn bản, nhãn văn bản. Rồi như vậy là mình đã có những cái nhãn và chúng ta sẽ hoàn toàn chúng ta thấy rằng là nó sẽ có cái nhãn nằm bên đây. Đó, chúng ta sẽ thấy rằng nó có nhãn nằm bên đây. Rồi nó sẽ nhãn nằm bên đây, các bạn thấy không ạ? Đó. Thì bây giờ đối với một cái mail đến như thế này, đối với một mail đến này thì các bạn thấy nè, nó sẽ có những cái nhãn mà nãy mình đã vô tình mình tạo thì mình đã nhắn vô. Đó, bây giờ mình xóa bớt ha. Xóa bớt cái nhãn đó đi. Rồi. Giờ các bạn thấy là khi mà chúng ta tạo nhãn như thế này thì chúng ta sẽ quản lý được cái mail này nó là gì. Chẳng hạn như chúng ta click vào đây, chúng ta chọn bây giờ là cái mail này là của công ty A, thì lập tức khi mà chúng ta xử lý thì chúng ta sẽ quản lý rất là dễ. Và khi mà các bạn tìm lại các email này á, các bạn click vào cái nhãn thì lập tức nó sẽ nhau. Ví dụ mình click vào công ty B đang trống này, nhưng mà email của công ty A nãy mình phân loại thì nó đã có rồi. Đó là một cái mẹo mà để các bạn quản lý công việc, và các bạn chia cái công việc của mình ra thành những cái nhóm khác nhau. Như vậy thì các bạn sẽ quản lý được các thông tin, thậm chí các bạn có thể chia theo năm. Các bạn chia theo năm chẳng hạn như là khách hàng năm 2020, khách hàng năm 2021, vân vân. Và bên cạnh đó thì để cho các bạn dễ nhận dạng thì các bạn có thể đổi màu của cái nhãn này. Điều chẳng hạn như nhãn công ty A là công ty quan trọng, các bạn chọn màu đỏ ha. Rồi nhãn công ty B đó, thì các bạn chọn màu xanh dương. Như vậy thì như vậy các bạn thấy nè, chúng ta nhìn từ trên dưới mà khi chúng ta nhìn nhiều mail á, email á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có một cái nhãn ở đây, có nhãn ở đây. Thì như vậy thì khi chúng ta tìm kiếm hay chúng ta xử lý thông tin thì nó cực kỳ dễ dàng. Đó là một cái tính năng rất là hay mà các bạn thường các bạn bỏ qua. Tức là cái mail mà chúng ta vừa được nhận đến á, thì các bạn thường là các bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn khi mà chúng ta là đi tìm cái mail này. Nhưng mà ở đây bây giờ khi mà các bạn đã phân loại các cái email của mình rồi thì các bạn sẽ dễ dàng khi mà chúng ta tìm kiếm bằng cách là chọn cái nhãn đúng cái nhãn đó nha. Các bạn thấy không, đây nó sẽ nằm trong cái danh mục của cái labo nè, thấy không, khách hàng của công ty A đó. Thì như vậy thì chúng ta rất là dễ quản lý. Bên cạnh đó thì một cái thư nó có thể là nhiều cái nhãn khác nhau, ví dụ chẳng hạn như đây là của cũng công ty A, tuy nhiên á là chúng ta có thể thêm một cái nhãn khác cho nó, ví dụ chẳng hạn nhãn là nhãn văn bản, nhãn văn bản, thì các bạn thấy rằng là nó sẽ bổ sung thêm. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ rất là dễ quản lý, rất là dễ quản lý theo dự án, chúng ta quản lý theo các nội dung khác nhau thì nó làm cho chúng ta tạo cho chúng ta thuận lợi trong quá trình chúng ta làm nha. Đây là một cái tính năng rất là hay mà các bạn cần chú ý, đó là tính năng thứ ba mà mình giới thiệu với các bạn. Tính năng thứ tư mà mình muốn giới thiệu các bạn là ví dụ ở đây là một cái thư mời. Ví dụ đây là một thư mời nha, ví dụ đây là một cái thư mời thì mình sẽ làm thế nào. Thư mời thì ở đây nó sẽ có ngày tháng đó. Đó, thì mình sẽ cần phải xử lý cái thư mời này đó. Thì ở đây chúng ta xử lý thư mời bằng cách chúng ta click vào cái lịch bên đây, bên đây đó, thì nó sẽ đồng bộ với dữ liệu lịch của chúng ta. Các bạn lưu ý ha, nó sẽ đồng bộ dữ liệu lịch của chúng ta. Khi đó các bạn click vào đây, các bạn ví dụ chẳng hạn thư đây là thư mời họp ngày mấy thì chúng ta sẽ chọn ví dụ chẳng hạn 9 giờ. Đó, 9 giờ. Rồi các bạn thấy rằng nó lấy luôn cái tên của cái email qua, thấy không? Đó, nó rất là tiện lợi cho chúng ta cách thức mà chúng ta làm. Đó, và chúng ta sẽ điền các thông tin về thời gian ha, ví dụ chẳng hạn 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 giờ. Vân vân. Đó, và chúng ta sẽ chẳng hạn như báo trước bao nhiêu phút nè. Thêm thông báo nè. Cái chế độ bận này là để làm gì? Rảnh hay bận này để khi mà người khác tìm cái thời gian mà họp hỏi chúng ta, đó, họ sẽ biết rằng là thời gian đó chúng ta có rảnh hay là bận nha. Và các bạn có thể đổi tên như này, đó, khi các bạn luôn. Thì các bạn thấy nè, trong cái lịch của chúng ta lập tức nó sẽ tạo luôn cái lịch làm việc bên đây. Thì đây là một trong những cách thức mà chúng ta sử dụng cái xử lý email rất là nhanh. Tức là khi chúng ta mở mail lên, mail đó là mời họp hay là mail đó làm cái gì đó thì chúng ta sẽ mở luôn cái lịch bên đây. Này các bạn thấy không? Ở đây là lịch. Các bạn mở luôn cái lịch bên đây thì như vậy thì các bạn đã có được những cái thông tin
của cái email đó, các thông tin email. Và thậm chí ở đây các bạn thấy nè, nếu giả sử các bạn muốn sửa ở đây, các bạn cứ bấm sửa bình thường đó, các bạn sửa bình thường thì như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể là sao đó, lên lịch ngay cho chúng ta trong cái tài khoản email của chúng ta một cách dễ dàng. Và đây là một trong những cái mẹo mà các bạn có thể quản lý được cái thời gian cũng như là quản lý được những cái thông tin đó. Ngoài cái tính năng lịch này thì nó còn kèm theo tính năng ghi chú, tính năng ghi chú đó, tính năng ghi chú, các bạn thấy không ạ? Này tính năng ghi chú thì các bạn có thể tạo các ghi chú để note lại các thông tin, để khi các bạn ghi nhớ và dữ liệu này nó sẽ được đồng bộ lên cái tài khoản Google lịch và cũng như là Google Keep của các bạn. Như vậy thì các bạn có thể là quản lý cái thông tin một cách tốt nhất, và làm như vậy thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng trong công việc của chúng ta. Và khi đó thì chúng ta cứ kiểm soát thông tin theo một cái trình tự nhất định thì các bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được công việc của mình đó, hoàn toàn kiểm soát công việc của mình. Thì trên đây là một những cái mẹo nhỏ mà các bạn có mình giới thiệu cho các bạn để các bạn có thể thực hiện để quản lý cái tài khoản email của mình một cách tốt hơn. Đó, mọi thắc mắc thì các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời. Và nếu giả sử như nhiều bạn muốn tìm hiểu thêm những tính năng mới thì các bạn cứ comment và mình sẽ thực hiện những video clip sau để hướng dẫn cho các bạn cách thức khai thác những cái tài khoản Gmail một cách hiệu quả nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái nội dung sau. Chào tạm biệt các bạn.